mỹ Miley Cyrus phải nhập viện khi đi. Bà trùm thẩm mỹ Miley Cyrus phải nhập viện khi đi làm từ thiện, chuyện gì đã xảy ra? Trong quá trình làm từ thiện, doanh nhân Phan Thị Mai, bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Miley Cyrus đã gặp sự cố về sức khỏe khiến ông xã phải tức tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu. Doanh nhân Phan Thị Mai, hay còn được biết đến với biệt danh bà trùm thẩm mỹ viện Miley Cyrus. Thời gian gần đây, doanh nhân Phan Thị Mai và ông xã Hoàng Kim Khánh đã và đang tích cực hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng của cơn bão Yaji. Toàn bộ tiền bạc, thực phẩm đều do vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai bỏ tiền túi để làm từ thiện. Không những vậy, hai vợ chồng cùng nhân viên của mình còn đi đến trực tiếp từng vùng, trao tận tay những món quà hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình làm từ thiện, doanh nhân Phan Thị Mai đã gặp sự cố về sức khỏe khiến ông xã và các nhân viên vô cùng lo lắng. Ông Hoàng Kim Khánh chia sẻ, sau khi cả đoàn cùng với ban lãnh đạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng di chuyển mất 3 tiếng từ thị trấn vào bản diện để lên khảo sát mặt bằng xây dựng 40 căn nhà tình thương cho các bà con. Mắt trái của bà Phan Thị Mai có biểu hiện đau nhức, không thể mở mắt. Có lúc quá đau đớn, bà Phan Thị Mai đã ôm mặt bật khóc. Trước tình hình không ổn của vợ, ông Khánh tạm gác lại công việc, đưa vợ lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn để cấp cứu. Giờ vợ mình đang vào phòng cấp cứu, mình ngồi ở ngoài thì lo lắng cứ đoán già đoán non, không biết do làm việc quá sức, do thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường, khói bụi nước nôi làm sao mà lại đau đến vậy. Doanh nhân sốt ruột và chia sẻ vào tối ngày 25 tháng 9. May mắn đến sáng ngày 26 tháng 9, tình hình của bà Phan Thị Mai đã khá hơn và được xuất viện. Ngay lập tức, vợ chồng ông bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện lại bắt tay vào hành trình từ thiện tại xã Thượng Nông, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, bà Phan Thị Mai từng chia sẻ, vợ chồng bà quyết định dành ra 10 tỷ đồng và 50 tấn gạo để trao trực tiếp cho bà con các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3. Chương trình từ thiện được chia làm hai đợt. Trong đó, đợt 1, bà Phan Thị Mai cùng các nhân viên đã trực tiếp đến các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Yên Bái để trao tận tay bà con 3 tỷ đồng tiền mặt và 50 tấn gạo. Đợt 2, vợ chồng doanh nhân sẽ chi thêm 7 tỷ đồng nhằm cải thiện cuộc sống cho bà con và xây dựng những căn nhà tình thương khang trang.